triệu để chị vay cho mẹ. Anh cho em vay với. Đầu tiên là chứ anh cho chú vay đâu. Chú đánh bạc hết được đúng không? Dạ anh, lần trước em có việc gấp, em chốt trùng vào việc rồi. Anh đi em đi, em nói sai em mù mắt. Anh nhiệt tình em chúng mình, anh giúp em nốt lần này ạ. Mãi mãi là anh em nha. Không có cùng được, có mà cũng chịu anh nhé. Thì ở đây em cảm ơn. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Nhất định em sẽ trả lại anh ạ. Ủa chưa? Tiền anh đưa em không phải vì anh là tiền, cũng không phải anh ngu, mà anh coi tình cảm anh em chúng ta quan trọng hơn tiền bạc. Chú nhớ đấy. Dạ, em cảm ơn anh. Bước qua mọi ngọt bùi đắng cay, gian khó chẳng ngại. Lúc vui buồn hoạn lạc có nhau, cùng cố gắng sẻ chia. Mình gọi nhau là anh em một nhà, dù sống chết vẫn giữ câu ước thề. Vẫn một lòng nhìn về phía nhau cho đến kiếp này. Lời dối gian ta vẫn mặc kệ thôi. Đã một ngày gọi là anh em, mãi mãi là anh em. Dù yêu có không lỡ bỏ rơi nhau, dù giàu sang vẫn giữ nguyện chưa tình. Vẫn một lòng mình là anh em, muốn kiếp lại. Dẫu chúng ta không cùng chung một dòng máu, nhưng đến với nhau đồng nghĩa gia đình. Xin một góc trong tim khắc tên của người anh em, dù đời ra sao vẫn giữ mãi lời hứa. Và mỗi khi lao người anh em cần tôi sẽ đến bên không chút do dự. Sống hôm nay rất còn vì một người anh em, đừng vì lời dây mà để đánh mất cả người anh em. Người không chơi là người thắng, người chơi không bao giờ thắng. Còn em